viên uống bổ phổi, thanh lọc cơ thể hậu COVID-19, vitamin tổng hợp bổ sung đề kháng, cà phê, kẹo ngậm, trà giảm cân. Nắm bắt được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, hàng loạt loại thực phẩm chức năng ra đời. Bất chấp chất lượng, chủng loại, sản phẩm chủ yếu được đầu tư quảng cáo với những lời tung hô có cánh phủ khắp các website, trang mạng xã hội, Facebook, YouTube, TikTok, gây bức xúc cho người tiêu dùng thời gian qua, phải nói đến các sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường. Vào năm 2021, trên các fanpage, YouTube liên tục đăng tải các video quay bà Hoàng Thị Hường, quảng cáo sản phẩm, liên tục sử dụng các từ ngữ diệt, đặc trị, trị, loại bỏ, để thổi phồng công dụng sản phẩm khiến không ít người tiêu dùng sập bẫy. Gần đây, tại một kênh tin tức chính thống xuất hiện đường link có dẫn tin tài trợ với nội dung đau bụng dữ dội do u nang buồng trứng, học ngay cách cải thiện của chị P. Website quảng cáo thực phẩm chức năng với những công dụng thần thánh như giúp giảm kích thước khối u, cải thiện tình trạng đau bụng kinh, phòng ngừa u xơ tử cung và các bệnh phụ khoa khác, gây hiểu lầm như một loại thuốc thần kỳ chữa bệnh. Hầu hết các website quảng cáo thực phẩm chức năng đều có dòng chữ sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh để đảm bảo tính pháp lý trong quảng cáo sản phẩm. Thời gian qua, Bộ Y tế đã đưa ra rất nhiều giải pháp, ngoài xử lý theo quy định của nhà nước, Bộ còn thường xuyên công khai vi phạm trên trang web của Cục An toàn Thực phẩm, trên trang của Bộ Y tế và thông tin cho các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, càng thắt chặt, hành vi vi phạm lại ngày càng biến tướng tinh vi.